đồi Him Lam nằm cạnh con đường đẹp nhất thành phố Điện Biên Phủ, đường mùng 7 tháng 5. Tuyến đường vừa được đề xuất đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp. Cách đây đúng 60 năm, vào ngày 13 tháng 3 năm 1954, lúc 17 giờ. Tại đây, chiến dịch Điện Biên Phủ đã mở màn và kéo dài suốt 56 ngày đêm sau đó. Một trận quyết chiến chiến lược, trận chiến quyết định sự thành bại của cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài suốt 9 năm. Từ cuối năm 1953, các tướng lĩnh Pháp đã xây dựng Điện Biên Phủ trở thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Đồi Him Lam là cứ điểm ngoại vi, người Pháp gọi đây là Beatrix. Tại đây thì những công trình quân sự kiên cố đã được dựng lên như thế này để bảo vệ Điện Biên Phủ bằng mọi giá. Nhưng điều gì đã xảy ra tại đây khi lần đầu tiên đạn pháo của bộ đội Việt Nam trùm lên ngọn đồi này và Beatrix tan thành tro bụi? Ông Nguyễn Hữu Chấp, một cựu chiến binh tham chiến ở trận mở màn hôm 13 tháng 3 năm 1954 nhớ lại. Đơn vị ông đã làm chủ ba mỏm đồi này ngay trong đêm khai hỏa chiến dịch. Và chỉ mất khoảng 6 giờ đồng hồ sau thì Him Lam hay Beatrix đã bị Việt Minh làm chủ. Anh em bộ binh lên chỗ này là thương vong nhiều quá vì cái cụm đại liên này. Cho đồng chí Phan Đình Giót phải lấy thân mình lấp lũ châu mai hy sinh để bịt cái khẩu đại liên này, anh em mới lên được, mới chiếm được. Nhưng mà cái Him Lam này thì cũng chỉ giải quyết đêm hôm 13 dạng ngày 14 xong, chứ không để hôm sau nữa. Thế như thế là ta đã phá được cái kiêu căng của thằng Pháp, mà nói rằng là Điện Biên Phủ là cối xay thịt, mà cứ điểm Him Lam là cánh cửa chép bất khả xâm phạm. Trung tâm Him Lam gồm 3 cứ điểm, An Ngữ phía Bắc Lòng Chảo, Điện Biên Phủ. Mỗi cứ điểm nằm trên một mỏm đồi, người Pháp gọi nơi này là Beatrix. Beatrix cũng như 7 trung tâm đề kháng khác ở Lòng Chảo này đều mang tên phụ nữ như Anne-Marie, Dominique, Eliane, Isabelle. Bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm nằm sát với sân bay Mường Thanh. Toàn bộ quân Pháp ở Điện Biên Phủ được phân chia trên 49 cứ điểm được thiết lập ở Lòng Chảo có chiều dài 18 km và một chiều chừng hơn 7 km. Sau hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên, Pháp là nước duy nhất phải đối đầu với phe cộng sản tại châu Á. Mỹ thì hứa sẽ viện trợ 80% chi phí để Pháp không được phép rời khỏi Đông Dương. Ngày 22 tháng 3 năm 1954, tướng Ely, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp tới Mỹ đều kêu gọi đồng minh tham chiến. Và ngày 4 tháng 4, Ely giải thích với chính phủ Pháp rằng Mỹ sẽ cử 60 máy bay ném bom trong 6 tiếng. Những quả bom nặng 2.000 kg mỗi quả sẽ được thả xung quanh căn cứ cùng với khoảng 300 máy bay khác. Nhưng lúc đó vẫn còn câu hỏi ai sẽ là người lái máy bay. Sẽ không thể nắm được ý nghĩa của trận Điện Biên Phủ nếu không đặt nó trong bối cảnh chung của năm 1953. Về phía Pháp, kế hoạch Nava mang tên Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương được thông qua vào tháng 7 năm 1953. Kế hoạch này được Mỹ tán thành vì đặt mục tiêu tăng quân số tham chiến là người bản địa, tăng cường càn quét các vùng do Việt Minh kiểm soát ở miền Trung và miền Nam, đồng thời đẩy mạnh bình định ở vùng châu thổ sông Hồng để giành chiến thắng trong vòng 18 tháng. Đây là cố gắng cao nhất và cuối cùng của Pháp và Mỹ trong chiến tranh Đông Dương. Bởi nước Pháp hầu như không còn đủ sức chịu đựng gánh nặng chiến tranh đã sang năm thứ 9. Đối với Việt Nam, kế hoạch Đông Xuân 1953-1954 đã được Bộ Chính trị thông qua. Trong đó xác định Tây Bắc là hướng chính. Còn ở hậu cứ, luật cải cách ruộng đất đã góp phần động viên được tinh thần chiến sĩ ở ngoài mặt trận và đảm bảo hậu cần, một trong những yếu tố có tính quyết định cho thắng lợi của cả cuộc chiến. Tháng 9 năm 53, Bộ Chính trị chúng ta họp và quyết định thông qua cái đề án hoạt động tác chiến trong chiến cuộc Đông Xuân 53-54. Thế thực hiện cái đề án đấy thì tháng 11 năm 53, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phái sư đoàn 36 hành quân lên Tây Bắc.
thì phát hiện ra cái chuyện là chủ lực của chúng ta hành quân lên Tây Bắc, thì Nava vội vàng đưa 3 tiểu đoàn ném xuống lòng chảo Điện Biên Phủ. Cái mục đích ban đầu mà ném quân xuống lòng chảo Điện Biên Phủ, cái mục đích ban đầu thì là để mà trước hết là bảo vệ cho Thượng Lào, sau nữa để cứu nguy cho cái Lê Châu. Nava vội vàng liên tiếp điều quân cấp tập đổ vào cái lòng chảo Điện Biên Phủ và quyết định xây dựng cái lòng chảo Điện Biên Phủ thành một cái tập đoàn cứ điểm mạnh, với cái mục đích là thành một cái bẫy để thu hút chủ lực của Việt Minh về đấy, như Nava sau này cũng nhận, để thu hút lực lượng chủ Minh về đấy để nghiền nát chủ lực Việt Minh. Họa sĩ George Burchett, con trai của nhà báo người Australia Winfred Burchett, một trong hơn 50 phóng viên nước ngoài đã có mặt tại Việt Nam để đưa tin về cuộc chiến tranh Đông Dương. Ngày đó, nhà báo Burchett đã rất ấn tượng với niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc quân Pháp sẽ không bao giờ lên khỏi lòng chảo Điện Biên Phủ. Cha tôi có hỏi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ là thế nào? Vì hồi đó, cha tôi liên tục nghe trên đài phát thanh về danh từ Điện Biên Phủ. Bác Hồ đã tháo chiếc mũ đang đội ra và giải thích với cha tôi rằng Điện Biên Phủ là một thung lũng, bao quanh là núi. Rồi ông chỉ xuống đáy mũ nói rằng quân Pháp thì ở dưới này. Ông chỉ quanh vành mũ nói rằng quân đội của chúng tôi ở khu vực này và quân Pháp sẽ chẳng bao giờ lên được nữa. Trước trận mở màn ở đồi Him Lam, một kế hoạch tác chiến đã được hình thành theo hướng đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng kế hoạch này đã được thay đổi vào sáng ngày 26 tháng 1 năm 1954, chỉ ít phút trước giờ nổ súng. Hoãn cuộc tiến công. Phương châm đánh nhanh thắng nhanh được thay đổi sang phương châm đánh chắc tiến chắc bằng một loạt cuộc tiến công từng bước, chậm hơn nhưng liên tục, chắc thắng hơn một cuộc tấn công nhanh và ồ ạt. Ngày 23, tôi cứ báo cáo, tôi bám theo một nhóm, tôi cứ báo cáo đi, báo cáo lại rồi. Là Pháp biết rõ rồi, nó biết rất cụ thể cái chữ này đây, đánh thì sẽ bị tiêu diệt. Mà khi tôi làm cái chuyện như thế là cái chuyện rất nguy hiểm nhé. Là vì trong chiến tranh hay là trong gì đó, trong cuộc lập chiến tranh, khi mà bộ cái chuyện về chỉ huy đã quyết định, đã hạ quyết tâm đánh vào lúc nào và đánh vào cái gì và cái nào, thì tất cả các cấp dưới hay là các người ở trong quân đội không được ai nói cái gì hay là làm cái gì mà nó khác với lại cái điều mà đã hạ quyết tâm đi, là vì nó sẽ làm lung lay cái ý chí của cái quyết tâm của quân đội hay là của người chỉ huy. Vào thời điểm đó thì quân của chúng tôi đã sẵn sàng. Họ chỉ còn đợi lệnh khai hỏa nữa thôi. Nhưng tôi đã ra lệnh rút quân vào hôm đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho tôi toàn quyền quyết định và nhấn mạnh rằng đây là một trận chiến rất quan trọng. Vì vậy, bằng mọi giá chúng tôi phải chiến thắng. Có một nguyên tắc là nếu như chúng tôi chắc thắng, thì chúng tôi sẽ tấn công. Còn nếu như không chắc, thì chúng tôi sẽ không tấn công. Điều cốt yếu là không phải là một cuộc tấn công chớp nhoáng, mà là một cuộc chiến dài hơi, nghiền nát từng phần của quân địch. Him Lam hay Beatrice nằm án ngữ trên con đường huyết mạch từ Hà Nội qua Tuần Giáo đến Điện Biên. Cụm cứ điểm này có nhiệm vụ bảo vệ rìa phía Bắc của tập đoàn cứ điểm. Đài là chắn thép mạnh nhất của tập đoàn cứ điểm, nên quân Pháp đã bố trí một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn Lê Dương thứ 13, được coi là một trong những đơn vị pháo binh thiện chiến của quân đội Pháp, chưa hề biết đến thua trận, kể cả những ngày đen tối nhất trong đại chiến thế giới thứ hai. Trong vòng gần 2 tháng, kể từ khi thay đổi cách đánh, Việt Minh đã có thêm thời gian để chuẩn bị cho trận đánh. Như vậy là sau 3 lần hoãn giờ nổ súng, một trận quyết chiến chiến lược của 9 năm kháng chiến chống Pháp đã bắt đầu, từ chính những khẩu sơn pháo được 2 lần kéo vào và kéo ra
bằng những bàn tay trần của những chiến sĩ pháo binh trên những sườn núi hiểm trở quanh lòng chảo Điện Biên Phủ. Trước khi mở màn cái trận mở đầu đánh của Hiêm Lam thì chúng ta có bắt được tù binh, một viên sĩ quan tù binh, viên sĩ quan tù binh Pháp nguyên là cựu sĩ quan trong Đức Quốc xã, quân Đức Quốc của Đức Quốc xã. Thì câu đầu tiên mà viên sĩ quan lại khuyên chúng ta là khuyên chúng ta là không nên đánh vào Hiêm Lam, bởi vì đánh vào tiến công của cụm cứ điểm Hiêm Lam vô ích. Thì chứng tỏ là quân Pháp rất là chủ quan, ỷ vào cái thế phòng ngự chiến lược của cái cụm cứ điểm Hiêm Lam cực mạnh để đánh cái mục tiêu cụm cứ điểm Hiêm Lam. Lần đầu tiên chúng ta huy động 40 khẩu pháo đồng loạt giã vào cái cụm cứ điểm này, gây cho quân Pháp một cái sự bối rối ngay từ đầu và một sự hoảng loạn bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ. Thế khi mà tấn công ấy thì pháo bao giờ cũng phải bắn trước. Đấy, bắn như thế tức là để làm cho vấn đề, tức là cái tất cả các cái hàng rào dây thép gai rồi công sự nó, tức nó bị tê liệt và phá hủy một phần, rồi bắt đầu bộ binh vào, hướng bộ binh của đại đội nào, tiểu đoàn nào thì theo cái hướng mà vào. Các nhà làm phim Điện Biên Phủ bản báo cáo mật đã miêu tả Beatrice hay Hiêm Lam như sau. Beatrice đầu hàng trước lúc giảng đông. Ngày thức dậy ở Điện Biên Phủ, dưới những công sự đầy xác người bị vỡ bụng, chân tay thì bị gãy, hơn 150 lính bị thương phải phẫu thuật tại trạm xá dã chiến. Việt Minh tuyên bố một lệnh ngừng bắn tạm thời trong vòng 4 giờ đồng hồ để quy tập tử thương và trả lại quân Pháp lính bị thương. Kết cục là các phòng phẫu thuật của Pháp quá tải và nó đã làm suy giảm tinh thần chiến đấu của quân Pháp. Chỉ có 17 lính bị thương được đưa đi bằng trực thăng cứu thương, nhưng rất nhiều thương binh khác không có cơ hội lên máy bay. Căn cứ lớn bị thất thủ, tướng Nava, tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp tuyên bố từ Hà Nội: không nên ảo tưởng nữa, chúng ta đã thua rồi. Sau đấy một ngày nữa, thì cùng cứ điểm độc lập thất thủ nữa, thì phó tư lệnh tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và tư lệnh pháo binh của mặt trận Điện Biên Phủ là Pirot đã tự sát bằng lựu đạn, nó gây một cái sang chấn tâm lý như thế. Sau này, khi nhận định về trận đánh ngày 13 tháng 3 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết trong hồi ký: trận đánh mở màn đã thành công ngoài sự mong đợi. Với một trung tâm đề kháng như Hiêm Lam đã không trụ vững trước cuộc tiến công với lực lượng cỡ một trung đoàn, thì tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ quyết không phải là một pháo đài không thể công phá. Còn các sử gia nước ngoài thì bình luận: với trận đánh này, người Pháp coi như đã thua cuộc đến nơi, vì những dân công mang vác hậu cần chuẩn bị cho trận đánh lớn nhất trong lịch sử kháng chiến chống Pháp. Và Việt Minh thì đã vạch ra những con đường xuyên rừng để đưa pháo hạng nặng lên chân những ngọn đồi, những sườn núi bao quanh thung lũng. Cùng với đó là hệ thống giao thông hào mà Việt Minh đã đào từ trên núi xuống vào sát tận sâu trong thung lũng Mường Thanh, sát với hàng rào những công trình phòng ngự của Pháp. Đó là điều mà người Pháp chưa bao giờ nghĩ tới. Sau Hiêm Lam, thừa thắng, cứ điểm Gabriel, tức đồi độc lập, đã bị phá hủy ngay đêm hôm sau. Và đến ngày 17 tháng 3 năm 1954 là Amari, tức bàn kéo. Cánh cửa phía Bắc của tập đoàn cứ điểm đã mở toang. Cuộc vây hãm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được tiến hành thêm hai đợt sau đó. Nếu như đợt tiến công thứ nhất được khai hỏa hôm 13 và kéo dài đến ngày 17 tháng 3, được coi là đợt bóc vỏ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thì đợt tấn công thứ hai từ 30 tháng 3 đến ngày 26 tháng 4 để siết chặt vòng vây lửa đã đưa chiến thắng của Việt Minh đã đến rất gần trước đợt tiến công cuối cùng.